Xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái máy radio chạy bằng pin của ZOB. Đây bằng pin nha. Cái này có thể mình cắm bằng điện được nhá. Điện 220. Điện ở đây, pin ở đây. Đây là cục pin 18V của ZOB. Đó, mình cắm ở đây. Cái đài radio này có thể mở Bluetooth ra điện thoại. Cắm dây hoặc là nghe bằng Bluetooth. Mình sẽ mở nguồn. Em lại nhớ đến Dennis Beckham. Dennis Beckham. Một cú sút bóng dài từ phía sân nhà và cầu thủ này đỡ bóng bằng một ta lông và cú bóng đó đi vòng qua người hậu vệ. Đối phương, anh ta đá vào lưới của Ác. Tôi luôn nói rằng là tôi không phải lỗi của tôi mà đơn giản chỉ là anh Dennis Beckham anh ấy quá xuất sắc. Một bàn thắng để đời và có lẽ là không phải nhiều cầu thủ có thể thực hiện được một cú mà đỡ bóng một ta lông để vòng qua hậu vệ đối phương như vậy. Hai câu bạn trả lời đúng cả hai. Bluetooth này bạn thấy không? Trên này nó hiện lên này. Đó, được rồi thì mình để đây. Mình sẽ trước tiên là mình thì mình sẽ mở bên đây, mình sẽ mở đây là cái Bluetooth này. Mình sẽ mở Bluetooth lên. Rồi đây mở Bluetooth lên thì mình vào đây mình dò và nha, mở Bluetooth thì nó dò này, đây điện thoại nó dò được cái chữ ZOB đây. Bây giờ mình nó chưa kết nối thì mình quẹt thiết bị này đi để mình dò tiếp nha. Hơi chậm các bạn. Đây mình sẽ chọn ZOB. Mình bắt Bluetooth coi như đã xong. Là mình mở thôi. Từ son sao như lời âu im mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua những tình không dám ngỏ. Tôi sợ thân mình là một bèo. Làm sao ước mơ duyên tờ mai sau. Tôi sợ ngang trái làm mộng đời chua xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa. Tôi cố quên người ta nhưng hình bóng trong xa mờ. Như thời gian thương thuốc hay thần tiên
chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiên không em báo tin mừng lấy chồng giàu sang, đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này. Tim vàng em sáng cả đời.